thưa quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật thế giới vào lúc 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết ngày 31 tháng 5, cơ quan này sẽ họp về vụ Triều Tiên phóng vệ tinh do thám hôm 28 tháng 5. Cuộc họp được triệu tập sau khi giới chức Mỹ mô tả vụ việc là hành vi liều lĩnh và gây bất ổn. Ông Ned Evans, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an phải được thực hiện đầy đủ và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm chúng. Kể từ năm 2006 đến nay, Triều Tiên phải chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Trong thời gian này, Hội đồng Bảo an bị chia rẽ về cách ứng xử với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc cho rằng việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp ích gì. Trong một diễn biến khác, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS hôm nay cho biết đã phát hiện những nỗ lực của Triều Tiên nhằm gây nhiễu tín hiệu định vị toàn cầu CBS trong hai ngày liên tiếp. Cụ thể, JCS cho biết đã phát hiện nhiều đợt tấn công gây nhiễu tín hiệu CBS vào lúc 7 giờ 50 phút sáng nay ở khu vực gần đường biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải. Theo JCS, trước đó sáng 29 tháng 5, Triều Tiên đã nỗ lực gây nhiễu tín hiệu CBS JCS cho biết thêm, dù tín hiệu CBS bị nhiễu nhưng chưa gây ra trở ngại nào cho các hoạt động quân sự của Hàn Quốc. Vào ngày Seoul đưa ra cáo buộc Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng bờ biển phía Đông. Người đứng đầu lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban, ông Androndo Saen hôm qua kêu gọi Liban và Israel ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột biên giới. Ông Sten đưa ra lời kêu gọi nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi phải chứng kiến nhiều cái chết và sự tăng phá ở cả hai phía của đường xanh, khu vực đánh dấu biên giới giữa Liban và Israel. Trong một tuyên bố, ông kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, tái khẳng định cam kết với nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc và bắt đầu hướng đến một giải pháp ngoại giao. Theo ông Lazaro, đây là cách duy nhất để tái lập sự ổn định và giải quyết tình hình hiện nay. Thưa quý vị, quân đội Sudan hôm qua thông báo từ chối lời kêu gọi nối lại cuộc hòa đàm với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trước đó một ngày. Trong một tuyên bố, ông Malis Aga, cựu thủ lĩnh phe nổi dậy và là nhân vật số 2 trong Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan cho biết, Chúng tôi sẽ không đến Zeda, địa điểm đàm phán ở Ả Rập Xê Út, và bất cứ ai muốn chúng tôi đến hãy bước qua sát của chúng tôi trên đất nước của chúng tôi. Lời từ chối được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan là ông Abdel Fattah al-Buhan và Ngoại trưởng Mỹ. Trong đó, ông Blinken kêu gọi các phe phái ở Sudan nối lại cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc giao tranh từ tháng 4 năm ngoái, khiến ít nhất 15.000 người thiệt mạng. Hôm nay, Quốc hội Anh gồm 650 ghế đã giải tán, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm. Sau khi Quốc hội giải tán, các đảng ở Vương quốc Anh chính thức bước vào 5 tuần vận động tranh cử để thu hút cử tri. Các diễn biến này đến sau quyết định bất ngờ về tổ chức bầu cử sớm do Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố hồi tuần trước. Theo đó, thời điểm tổng tuyển cử sẽ rơi vào ngày 4 tháng 7 thay vì cuối năm như kế hoạch. Động thái của ông Sunak được xem là nỗ lực nhằm lấy lại động lực cho đảng bảo thủ của ông giữa lúc các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm cử tri dành cho đảng này ngày càng giảm. Ngược lại, đảng lao động đang đứng trước cơ hội tốt để giành lại quyền lực sau 14 năm. Viện bầu cử quốc gia Mexico hôm qua tuyên bố, chiến dịch tranh cử để chuẩn bị tổng tuyển cử ở nước này đã chính thức kết thúc sau 3 tháng triển khai. Trong thông báo, INE cũng kêu gọi gần 100 triệu cử tri Mexico tiếp tục tìm hiểu các cá nhân liên quan đến cuộc tổng tuyển cử để đưa ra quyết định sáng suốt và khách quan nhất trong ngày bỏ phiếu 2 tháng 6 tới. Cuộc tổng tuyển cử tại Mexico lần này là cuộc đua giữa hai liên minh, bao gồm liên minh Chúng ta tiếp tục làm nên lịch sử, liên minh sức mạnh và con tim vì Mexico và liên minh phong trào nhân dân. Theo kế hoạch cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bầu ra tân tổng thống, 500 thành viên hạ viện và 128 thành viên thượng viện cùng gần 20.000 vị trí lãnh đạo địa phương. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.